Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ nấu món canh chua chả cá. Và đi nấu cái món này thì đây mình có chuẩn bị các loại rau thơm để mình nêm canh chua đó các bạn, như là rau ngò gai nè, ngò ôm, rồi rau Huế. Và mình dùng 2 cọng hành lá nữa nhé, 2 trái ớt nè, 4 tép tỏi và 2 củ hành tím. Phần khóm thì mình dùng 200g. Và đây là đậu bắp mình dùng 5 trái nha. Còn đây là bông súng và rau nhút. Các loại rau thì các bạn thích ăn rau nào thì mình ăn rau đó nhé. Thích ăn nhiều thì mình dùng nhiều. Và mình dùng 2 trái cà chua nè. Rồi thêm một ít giá nữa nha. Và đây là chả cá mình dùng 300g. Các bạn nên dùng cái loại chả cá thắt lát thì cái món chả của mình ăn sẽ dai hơn. Và đây là các gia vị, như nước mắm mình sẽ dùng 1 muỗng canh và một ít muối, một ít tiêu xay. Và phần me vắt này nè các bạn thì mình sẽ dùng khoảng 2 muỗng canh nha. Và 1 muỗng canh hạt nêm. Đường thì mình dùng 2 muỗng canh. Và ở đây mình dùng đường phèn nha, để cho vị ngọt nó được thanh hơn đó. Còn nếu mà các bạn không có đường phèn thì mình có thể dùng đường cát trắng bình thường cũng được. Đầu tiên thì mình sẽ sắc phần hành lá nè, hành tím và ớt để mình ướp vào trong phần chả cá đó. Hành lá thì mình sẽ sắc nhuyễn nhé. Đến phần củ hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn, ớt mình cũng băm nhuyễn luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp cái phần chả cá này nhé. Mình sẽ cho vào đây một ít hạt nêm, một ít đường và một ít tiêu xay. Các bạn cho tiêu xay nhiều nhiều để cho nó thơm nha, và nó bén đi cái mùi tanh của cá đó. Rồi mình sẽ cho hành lá vào. Tiếp theo là hành tím và ớt nữa. Mình sẽ cho vào một ít nước mắm nữa nha các bạn. Rồi trộn đều lên. Phần chả cá này đó các bạn thì mình sẽ chiên một nửa nè, một nửa thì mình không chiên. Còn bạn nào thích ăn chiên không thì các bạn có thể chiên hết luôn cũng được nha. Các bạn tán như thế này nè, để cho cái phần chả cá của mình nó được dai hơn đó. Trộn đều xong thì mình sẽ dùng một cái bọc thực phẩm để mình bọc kín cái tô lại. Mình sẽ ướp phần chả cá này trong vòng 15 phút. Về cái phần bung súng này nè các bạn thì mình sẽ cắt khúc. Cắt khúc dài khoảng 5cm. Tiếp theo là mình sẽ sắc đậu bắp nha. Mình cắt bỏ cái phần cùi này đi. Và mình sắc xéo như vậy nè. Đến cà chua thì mình sẽ sắc muối. Một trái cà chua thì mình sẽ sắc ra làm 4. Tiếp các bạn nhớ là cắt bỏ cái phần cùi đi nha. Rồi đến phần khóm thì mình sẽ sắc mỏng. Phần tỏi và ớt thì mình sẽ băm nhuyễn. Phần ớt này các bạn có thể băm nhuyễn hoặc là mình sắc lát cũng được. Và phần rau thơm này thì mình sẽ sắc nhuyễn, hoặc là các bạn có thể sắc khúc khoảng 1cm cũng được. Bây giờ thì mình sẽ đi phi tỏi nha các bạn. Mình cho vào trong chảo một ít dầu ăn. Dầu nóng lên thì mình sẽ cho phần tỏi băm nhuyễn vào. Khi cho phần tỏi này vàng thơm lên rồi mình sẽ vớt ra ngoài cái chén. Rồi phần tỏi đã bắt đầu vàng rồi nè các bạn, giờ mình tắt bếp. Sau đó mình sẽ vớt tỏi ra, mình chỉ lấy phần tỏi thôi, mình không lấy phần dầu ăn. Phần tỏi này khi mà mình nấu canh chua xong đó các bạn thì mình sẽ cho vào sau, cho nó thơm đó. Bây giờ mình sẽ dùng cái chảo mà mình vừa phi tỏi để mình chiên chả cá luôn. Các bạn bật bếp lại và mình để lửa nhỏ thôi. Đây mình bắt đầu mình nắn chả cá nha các bạn. Thoa một ít dầu ăn vào trong bao tay như thế này để mình nắn cho nó không có bị dính tay đó. Các bạn nắn cho nó dẹp dẹp ra như vậy nha. Mình sẽ cho chả cá vào trong chảo để mình chiên. Phần chả cá này mình chỉ chiên cho hai mặt nó chín vàng đều hết là được. Và phần dầu mình chiên chả cá đó là nó phải ngập cái miếng chả cá nha các bạn. Bây giờ để mình trở mặt nó nha.
mình để lửa nhỏ thôi. Rồi phần chả cá mình chiên nó chín vàng đều hết như vậy là được rồi nha các bạn. Và mùi thì rất là thơm luôn á. Bây giờ thì mình sẽ gấp ra. Gấp ra rồi mình để vào miếng giấm dầu nha. Wow, nhìn rất là ngon luôn. Tương tự thì mình sẽ chiên với những cái phần chả cá còn lại nha. Mình chỉ chiên phần nửa phần chả cá thôi, còn phần nửa thì mình nấu nha các bạn, chứ mình không có chiên. Rồi phần chả cá này thì mình sẽ xắt ra thành những cái miếng vừa ăn nha. Wow, cái miếng này mình mới vừa chiên xong đó các bạn, cho nên nó còn rất là nóng luôn. Mình bắt lên bếp 1 lít nước sôi nha các bạn. Và nước cũng đã sôi rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho khóm vào. Và cái phần me này thì mình sẽ cho vào một cái giá. Mình sẽ nấu như thế này nha các bạn. Nấu cho me nó ra cái chất chua. Rồi mình lược bỏ cái phần xác này luôn. Tiếp theo thì mình sẽ cho phần đường phèn vào. Mình cho muối vào luôn. Và cho vào phần hạt nêm nữa nhé. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần chả cá còn lại nè. Phần chả cá còn lại thì mình vo thành những cái viên như thế này. Và mình cho vào. Mình cho vào lúc mà nước còn đang sôi như vậy nè các bạn. Thì cái phần chả cá của mình nó sẽ dai hơn nè. Và nó sẽ nhanh chín hơn nữa. Phần chả cá này nó sẽ giúp cho cái nước canh của mình được ngọt hơn. Và mình sẽ nấu cái phần chả cá này trong vòng 5 phút. Sau khi nấu được 5 phút rồi thì mình sẽ cho phần cà chua vào. Và mình sẽ cho đậu bắp vào cùng luôn. Tiếp theo là mình sẽ cho phần bông súng vào. Và mình cho rau nhút vào luôn nha. Wow, rất là thơm luôn á các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái phần chả cá chiên vào luôn. Wow, cái nồi canh dừa của mình hấp dẫn ghê chưa nè. Rất là thơm luôn á. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Rồi phần sau cùng thì mình sẽ cho giá vào nhé. Tại vì giá rất là mau chín. Mình nhấn nó xuống như thế này. Rồi mình cho nước mắm vào luôn nhé. Nước mắm mình nêm sau cùng để cho cái nước canh chua của mình nó được ngon hơn đó. Rồi mình sẽ cho phần rau thơm và ớt vào nữa là xong. Rồi như vậy là cái nồi canh chua của mình đã hoàn thành xong rồi. Wow, thơm quá các bạn ơi. Nghe mùi thôi là đã thấy đói bụng rồi đấy. Bây giờ thì mình tắt bếp nha. Rồi mình múc ra tô nè, rồi mình ăn với cơm. Phần canh đấy các bạn mình múc ra ngoài tô rồi. Sau đó mình sẽ cho lên một ít tỏi phi để cho nó thơm thơm đó. Tiếp theo thì mình sẽ hấp thử cái phần nước canh chua này trước đã. Wow, nước canh rất là đậm đà nha các bạn. Và nó hơi cay một chút á. Wow, các bạn nhìn nè, mình ăn lúc mà chả cá còn nóng lúc khói như vậy nè thì nó mới ngon. Chấm vào với nước mắm nha. Chả cá mình ăn rất là dai luôn nha các bạn. Và vị thì rất là đậm đà luôn. Để mình ăn thử cái phần chả cá chiên. Chả cá chiên thì nó rất là thơm luôn á các bạn. Wow, chả cá chiên này mình ăn mình thấy nó dai hơn là chả cá mình không chiên á. Dai nè, vị thì đậm đà, rất là vừa ăn luôn. Bữa cơm của gia đình các bạn sẽ thêm phần thơm ngon và hấp dẫn hơn khi có thêm một bát canh chua chả cá như thế này. Và hương vị thì rất là thơm luôn nè, và rất là đậm đà, rất là đặc trưng nữa chứ. Và các bạn ơi, video nấu món canh chua chả cá của mình đến đây cũng hết rồi. Mình cũng chúc cho các bạn làm thành công và ăn ngon miệng nha. Nếu các bạn có yêu thích video của mình thì hãy nhớ like nè
và chia sẻ cho bạn bè cùng xem nhé. Và đừng quên nhấn nút đăng ký để được đón xem những video mới nhất của mình. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!